Chào các bạn. Hôm nay để bổ sung cho những cái chi tiết rất là quan trọng trong vấn đề gọi là hóa giải cái đoạn kata bằng hai tay nắm một tay khi dẫn dắt trong Aikido, đó là cái quan trọng nhất để bạn đánh. Tôi không có chú ý vấn đề nhiều về vấn đề kata, thì cái quan trọng mà tôi quên nhắc nhở các bạn đó là khi bạn dẫn dắt đòn kata thì cái cùi chỏ của bạn chính là cái đòn bẩy để dẫn dắt. Cổ tay xoay là cái chuyện bình thường, nhưng cái cùi chỏ khi bạn đưa tay ra, người ta nắm vào tay mình, cái cùi chỏ dùng xuống thì bạn mới có khả năng đẩy lên, và cùi chỏ đi ngang bạn mới có thể thoát ra. Nên cùi chỏ là cái điểm quan trọng nhất để mở khóa. Nó tương đương khi bạn nắm hai tay ngược như vậy, nếu bạn không chùng cái cùi chỏ xuống thì không cách nào bạn thoát ra được. Hoặc là bạn chỉ cần xoay nhất chỏ là bạn có thể dọt ra. Bởi vì đây là điểm quan trọng nhất mà tất cả huấn luyện viên không ai để ý, chỉ lo cái cổ tay xoay, nhưng nó rất là lợi hại. Điển hình như một cái đòn gọi là bạn thường nắm đánh cầu kêu, xoắn tay đè lên atomy, nhưng khi bạn đè lên như vậy địch thủ rất là mạnh, thì cái bàn tay của mình, cái cùi chỏ mình trải dài ra đánh Irimi, nó mới dễ. Là cái điểm quan trọng nhất để mở khóa các đòn, để hóa giải các đòn, không phải là cổ tay là cánh, mà là do cái cùi chỏ là cánh. Bạn không biết cách chầm cùi chỏ xuống để đánh đòn Kote Mawashi, hay chầm cùi chỏ xuống để ngã đòn, thì bạn sẽ khó khăn trong vấn đề dẫn dắt những đòn Kokyu Nage. Đây là cái bổ sung cho các bạn. Vì gì đây? Có một số người rất là thắc mắc, tại sao tôi dùng chỏ giống như là cái môn võ cương? Không phải. Đây là cái phương pháp thoát di chuyển tay, mở khóa tay, giống như bạn vô có si vậy. Bạn vô có si, cái bàn chân của bạn cũng sẽ phải mở khóa. Bạn bị khóa hai tay ở Utsuro, bạn cũng phải dùng cái cùi chỏ để mở khóa. Ở gót chân của bạn, cái gót chân là cái khóa giống như cùi chỏ, nó có thể xoay chuyển. Bạn muốn tay căng tới tròn thì bạn cũng phải mở khóa cái chân. Nên thành ra đây là cái phương pháp tôi còn bổ sung cho cái những gì tôi đã trình bày cho các bạn trong các thế quá giải. Thành ra khi một số người không để ý, khi bạn nắm tay bạn, ngoài cái sự di chuyển cổ tay, cái cùi chỏ bạn rất là quan trọng. Chỉ cần lùi về phía sau, cùi chỏ nâng lên lại là bạn đã thoát tay. Còn nếu bạn chỉ dùng đây thôi thì rất là khó, bị nặng, không nảy, không có đòn bẩy nảy là ta lên. Thành ra cái cùi chỏ của bạn là cái điều quan trọng nhất. Theo đạo chúng tôi là tập nhất thì sau đó tập nhất cho mình tới nhất mình được cái này. Đấy, nhưng mà người ta ấy đấy này, ở đấy mình tập cũng nghiêm xuống trên lưng cũng theo cái đạo đấy này. Và khi đánh kiếm cũng vậy, khi đánh kiếm các bạn chú ý, có những động tác bạn lon kiếm, cái cùi chỏ bạn nếu không đánh lên thì bạn không xoay được kiếm. Thành ra cùi chỏ của bạn rất là quan trọng. Sự mưu di chuyển cái cùi chỏ trước khi đánh đòn là cái điểm quan trọng nhất
Khi bạn học binh khí rồi thì bạn mới hiểu tại sao cái cùi chỏ nó quan trọng. Cùi chỏ là nó nảy sinh trong Thái Lan. Cùi chỏ rất là quan trọng trong võ thuật của Thái Lan. Cùi chỏ rất là quan trọng. Không phải nó quan trọng là tại sao? Bởi vì sự di chuyển của nó rất là chuẩn mạnh. Trong Aikido mình cũng không khác gì cả. Bất cứ đầu kata nào nắm tay, nếu bạn không dùng được cái này thì bạn không có đi lên những đòn kokyu. Đòn kokyu móc như vậy lên thì cùi chỏ bạn mới đi theo một đường đồng cung như vậy, móc xuống như vậy. Cùi chỏ bạn không đi tới, người ta nắm, bạn không dùng như vậy thì không dùng tay ra được. Nếu bạn dùng sức cái bàn tay thì không được, cũng sẽ bị người ta bẻ thôi. Nhưng cái cùi chỏ của bạn, người ta sẽ không dùng được. Bằng bạn buông rỗng ra thì nó giống như sợi dây vậy, bạn mới mở khóa được. Đây, bàn chân bạn thì cái cùi chỏ của bạn là cái điểm tựa ở cánh tay. Thì cái bàn chân của bạn đây, cùi chỏ sẽ là cái gót chân của bạn. Gót chân của bạn để làm gì? Để nhả mở khóa cái chân, bạn mới xây được tan căng cho nó tròn. Nhớ kỹ, muốn xây tròn là phải có mở khóa cái ngón chân. Bạn không biết mở, bạn đứng xây vậy, gãy cái chân liền, gãy cái chỗ này liền. Thành ra bàn, ở bàn tay thì cái cùi chỏ là quan trọng, bàn chân, cái gót là quan trọng, nó tương đương với cái cùi chỏ. Thành ra nó là cái điểm tựa, hình tam giác, bạn có thể xoay chuyển trước sau để xoay đòn. Bạn không biết cái điều này, chỉ cần ngã chân về mà bạn dây là sao được, bạn sẽ gãy chân, do nó nhả lên là sẽ tạo ra một cái vòng tròn. Đây là cái tâm điểm. Thì cái cùi chỏ của bạn nó cũng tương đương như vậy. Bạn vô kết xi cũng vậy, mở khóa này ra, chân này bỏ vô, xoay vòng tròn cũng để gót, bạn mới nảy được người ta lên. Đó là lý do tại sao bạn thấy tôi dùng cái dạng cùi chỏ, bạn nghĩ là đây là của cái môn phái khác, nhưng không phải. Đây là cái thế để mở khóa. Thủ, khi người ta nắm tay vào, ngoài xây cái cổ tay ra, cùi chỏ là cái điểm tựa, cũng là cái gốc để di chuyển cái cánh tay bạn đi mà không bị cản trở. Bạn cầm cùi chỏ xuống là lực của bạn rất là mạnh. Bạn xoay cái cùi chỏ là bạn sẽ tạo một cái vòng cung rất là chắc chắn. Trong võ thuật Thái Lan, người ta dùng cùi chỏ rất là nhiều. Vì sao? Nó rất là lợi hại. Không phải chỉ có Thái Lan thôi, Aikido nó cũng đang dùng cái đó rồi. Bạn chứng những đòn Bushido, khi bạn nắm thì cùi chỏ bạn trùng xuống mới được, bạn mới đi đòn được. Cùi chỏ bạn được giữ trong cơ thế này thì bạn có thể lách đi được. Tay cùi chỏ bạn như vậy là không kiểm soát được. Khi người ta bẻ lên như vậy là bạn thua. Nhưng bạn chỉ cần hướng cái lực nó đi, được cùi chỏ trùng xuống thì cái bạn có thể control được. Thành ra nói vấn đề cùi chỏ là dùng cái môn phái khác là mình hơi quá là câu nệ. Mình phải nghĩ là cái khóa nó là do cùi chỏ. Cái bàn chân của mình, cái gót chân là giống như cùi chỏ, nó mới di chuyển được. Đây là những cái bổ sung cho những cái gì tôi đã hướng dẫn các bạn
qua những clip trước. Nếu bạn không nhận ra được thế nào là cùi chỏ, trong võ thuật cùi chỏ sẽ là cái khóa để di chuyển còn bàn tay. Và sau đây tôi sẽ cắt vài cái clip của thầy Phong khi đánh đòn. Thầy Phong rất là, để các bạn không để ý được, cái cùi chỏ của thầy Phong sẽ chùm xuống để phá đòn, giống như đường kata. Khi nắm tay sắn lên cô kêu, nhưng cái đối phương của mình nó quá cứng thì không phải là cái tay này di chuyển xuống đâu, mà chính cái cùi chỏ này đẩy cái tay này ra để thoát đòn. Bạn chỉ cần nhìn nó và nhớ khi đáng, khi chỉ tất cả đại cắn, ngoài cái này ra, cái cùi chỏ bạn rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Không hiểu nó thì bạn sẽ gặp khó khăn đối với những người tay cứng. Và đối với những người nhỏ, khi người ta sử dụng những đòn gì bạn dạy, không dạy họ cái này thì họ đánh không được. Điển hình như cô bé trong clip tôi vừa chị, cô ta rất là hiểu, vô tình cái sự chầm cùi chỏ xuống thôi là cô ta đã khóa giải được cái nắm tay của tôi rồi. Đó là những điều bạn cần chú ý, cần thực tập. Tôi không cần câu trả lời của bạn, bạn thực tập bạn sẽ hiểu tại sao cùi chỏ nó quan trọng cho đó. Trong Aikido không ai huấn luyện viên nào chỉ cho bạn cái cách như vậy. Đó là cái mánh để các bạn đánh, dành cho đây đen nhị đẳng cái lên. Nhưng tôi nghĩ cái đó cần phải dạy cho các bạn từ ngay đây trắng. Do đó khi bạn xòe tay ra chụp này, khi bạn đánh ngoài cổ tay ra, cùi chỏ bạn cũng là vấn đề cần phải chú ý. Sự xoay chuyển cùi chỏ, sự mua lên lỏng cùi chỏ, bạn có thể đánh được tất cả, mở được tất cả các khóa. Hãy tập đi các bạn, tập. Có chỉ có tập luyện mới hiểu tại sao cái cùi chỏ nó quan trọng như vậy. Nhắc lại một lần nữa, đây, khi bạn tập Kama cũng vậy, những cái xoay như vậy, cùi chỏ cũng rất là quan trọng. Ngoài cổ tay ra, cùi chỏ rất là quan trọng. Chứ bạn không chú ý thì khi bạn đánh kiếm cũng vậy, bạn sẽ không trình diễn được những cái màn kiếm, loan kiếm. Cùi chỏ bạn không đưa dây, không lắc đi được thì bạn không đánh được kiếm. Bị bệnh, tôi rất biết là các bạn chưa tập được kiếm, thành ra những cái dạng xoay cùi chỏ rút kiếm ra, cùi chỏ của bạn là cái điểm tựa quan trọng nhất trong các đòn. Nhắc đi nhắc lại, các bạn hãy nhớ kỹ, muốn mở khóa người ta, phần cánh tay của bạn cùi chỏ là quan trọng. Muốn mở khóa chân thì cái gót chân của bạn giống như cái động tác cùi chỏ của bạn, cái lực nó đi sẽ khác đi và nhẹ nhàng hơn. Mong các bạn tập luyện và đánh giá vấn đề. Ok, hôm nay tôi làm cái clip này để bổ sung thêm một số chi tiết cho một cái số vấn đề về cách dùng cùi chỏ để đánh tất cả những cái đòn kata, uxiro và những cái đòn nắm tay, hai tay, một tay, cùng tay, ngược tay. Làm sao vận dụng cái cùi chỏ này để lòn lách đòn, đó là cái quan trọng. Tôi muốn làm cái clip này
để bổ sung cái phần tôi đã trình diễn, trình bày cho các bạn. Có một số anh em trong Aikido thắc mắc tại sao mình dùng cùi chỏ giống như một số đòn của cái môn võ cương. Không phải. Đây là một trong những dạng mở khóa tay. Nó không thuộc bất kỳ môn võ nào, vì nó là cái bê dịch của tất cả các môn võ. Không hiểu nó thì mình không biết những cơ thể mình có những cái phần nào gọi là quan trọng để hóa giải. Nếu chỉ tập ở dạng à đây đòn này là của Aikido, còn kia đòn cùi chỏ là của Thái Lan hay là của môn võ khác là không được. Cái bê dịch mở khóa cái móng tay đó là cái lệnh luật, cái luật của cái môn võ. Bạn thấy cái môn võ karate, bạn thấy cái môn võ aikido, nó đánh cái đòn giống Aikido, bạn nói à nó ăn cắp đòn Aikido cũng là sai luôn. Môn võ nào nó cũng có cái những cái tương tự nhau. Hơi thở cũng dùng hơi thở. Giống như bạn nói, bây giờ mình xếp các ngón tay lại đánh như thái cực đạo karate, ô cha, cái này không phải là của Aikido, sai nữa. Cái đó là cái cơ bản của khi người học võ phải hiểu thôi. Trong Aikido khi bạn trình diễn một đòn, nếu bạn muốn cho nó cái đòn đó bẻ tay rồi xong rồi kết thúc, bạn bẻ cho nó ghê thì bạn dùng Aikido kết thúc đòn đó. Còn bạn muốn nói à Aikido nó là sự hiền hòa thì bạn không kết thúc cái dạng đó, mà bạn sẽ kết thúc theo cái dạng nhẹ nhàng hơn. Đó là cái ý tưởng, cái tâm niệm của bạn, cái tâm ý của bạn khi đánh đòn, giải quyết đòn. Chứ nó không phải tôi đánh về là giống cái đòn này của võ Aikido hay là võ cương, võ tung, không phải. Mà đây là cái phương pháp tôi đang dạy, tôi đang chỉ cho các bạn cái phương pháp di chuyển, cách nới lỏng cái bàn tay, làm sao cho các bạn có thể hóa giải đòn kata hay những đòn oxyloxalin. Có một anh huấn luyện viên chỉ cho một cái đây xanh hay đây trắng, cái dạng khi bị chói hai tay phía sau, mà anh không có kỹ cái cách làm sao để trùng cái cùi chỏ, làm sao để buông lỏng cùi chỏ thì không thể nào đánh được đòn. Thậm chí khi cần không có điều chỉnh được cái cùi chỏ, bạn chỉ cần nhích một cái là cả cái cầu dai của bạn bị gãy, tay bạn sẽ bị phá hủy khi người ta nắm. Thành ra cái cùi chỏ rất là quan trọng. Nó quan trọng rất tất là basic, tức là khi người ta tấn công vào, bạn chỉ cần đỡ lên, nhưng mà người ta phản đòn lại, chỉ cần bạn chùm cái cùi chỏ xuống là bạn đã hóa giải đòn đó. Chùm cái cùi chỏ xuống thì giống như bạn đang cầm cái kiếm vậy, bạn chìm cái đốc kiếm xuống. Bạn vừa chém vô, người ta đâm lại thì chìm cái này đốc xuống là bạn đã hóa giải được cái đòn thế. Loan kiếm cũng vậy, bạn cầm cái gì, bạn muốn đánh cái này, đưa đề này, thì cái đầu tiên của bạn cũng phải dùng cái cùi chỏ. Do đó cùi chỏ rất là quan trọng. Bạn khinh thường nó, bạn không để ý nó, bạn sẽ khó khăn trong vấn đề học Aikido. Đây là những cái yếu điểm, những cái phương pháp để giúp bạn thành công trong cái vấn đề hóa giải đòn. Còn đòi hỏi nhanh hay chậm là do bạn. Nhìn ra được vấn đề cũng là do bạn. Chấp nhận hay không cũng là do bạn. Thành ra vấn đề đây tôi chỉ đưa ra cái phương pháp để luyện tập, còn tiếp nhận, tiếp thu được hay không là do trình độ của bạn.
hy vọng những vấn đề tôi đưa ra có thể giúp ích, không nhiều cũng ích, cho các bạn thành công trong vấn đề tập luyện Aikido và huấn luyện Aikido. Không có gì là khó nếu chúng ta không mở rộng cái kiến thức, mở rộng tầm nhìn, đó mới là khó. Tiếp thu được ý người ta và hiểu được cái tâm ý của người ta thì mới là hay, chứ không phải là chỉ nhìn sơ qua là có thể đánh giá được cái cách thế đó. Không được xài, không làm gì được, sai lắm. Các bạn phải tập thử đi. Nếu có gì bạn thắc mắc có thể comment cho tôi biết, tôi sẽ giải thích cho. Vì cơ bản đây là cái môn tập cần sự hỗ trợ, sự chỉ dẫn tương tận để các bạn không bị lầm lẫn đi lạc đường. Tập không đúng thì lại biểu diễn cho người ta chỉ là trò cười thôi. Ok, hy vọng các bạn thành công.